Rơi rơi khăn tay, nhẹ nhàng đặt ở phía sau người bạn nhỏ. Rơi rơi khăn tay, nhẹ nhàng đặt ở phía sau người bạn nhỏ. Đừng mà tiểu ký, muốn ném thì ném tôi đi, tôi không đánh giá. Được rồi, đừng quay nữa. Ba người to xác chúng ta dựa vào cái miệng của mình, vậy mà không thể nói rõ được câu chuyện rất này hay sao chứ? Phụ nữ sợ ai bám dai lắm. Cậu cứ đuổi theo cô ấy, rồi không ngừng giải thích, không ngừng giải thích, nước mắt nước mũi tìm em. Còn nếu không được nữa thì lăn lộn vào thế. Anh không tin em không làm được. Cái máy kiểm tra nói dối đó chỉ là hàng giả mạo chất lượng thấp. Lúc kiểm tra tụi tôi là sản phẩm khoa học công nghệ, lúc kiểm tra các anh thì là hàng chất lượng kém. Hơn nữa anh đến chỗ tôi giải thích để làm gì? Tôi đến câu lạc bộ phú hào độc thân chính là để tìm đối tác làm ăn, chứ không phải là tìm bạn trai đâu. Với lại bây giờ tôi một lòng muốn học cách làm sếp của người ta, chứ không phải là đang học cách làm vợ người ta. Không phải là tôi sợ cô hiểu lầm đó sao? Lương tâm của tôi không buông bỏ nổi. Tôi đâu có dự định hiểu anh đâu. Nói gì đến hiểu lầm. Hơn nữa anh có lương tâm hay không? Không phải đã bị chó ta đi rồi sao? Nhẹ. Nếu như không còn chuyện gì nữa, anh mau đi đi. Tôi còn một đống công việc đây. Anh nhìn xem bầu trời bên ngoài cũng không tệ đó. Mau đi tắm nắng, kiếm một chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi đi, có được hay không? Tôi nhìn ra rồi, đã ra lệnh đuổi khách rồi. Dù sao tôi cũng đã mất hết mặt mũi, tôi cũng không cần thể diện nữa. Hôm nay tôi liều đây, nói thật thôi. Tiểu Yến, anh biết em và anh không có hy vọng, nhưng mà anh thật sự rất thích em đó. Cuối cùng cũng nói thật ra rồi. Tạm biệt. Chị à, chị sao vậy? Hai tháng nay quán bar vẫn luôn lỗ vốn. Bây giờ chủ tôi lại kiên trì muốn tăng giá thuê. Tôi phải sống sao đi? Được rồi, cậu vui rồi đó. Bây giờ quán bar này sắp đóng cửa rồi, cậu không cần phải nhớ nhung nó nữa. Chị à, tôi thích chị không có liên quan gì đến quán bar. Tôi thật lòng đó, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cô đi đi, chị nghe tôi giải thích. Đi mong, chị, cậu có đi hay không? Chị đập đi. Tôi đã nói với chị biết bao nhiêu lần rồi, tôi thích chị không liên quan gì đến quán bar. Tôi không thích cậu, cũng không liên quan gì đến quán bar. Đúng là tôi đã từng kết hôn, nhưng cậu dựa vào gì mà nói tình sự của tôi quá hỗn tạp chứ? Cậu thì tốt lắm sao? Một người đàn ông qua tay từng ly hôn, đã sắp 30 tuổi rồi mà cậu còn thấp biến tóc, cậu mặc quần trần đi đồ nữa, giả vờ làm rockstar, cậu là thiếu niên gì chứ? Em không thể nghe anh giải thích đàng hoàng hay sao? Không thể. Cái nơi đó đã lộ rõ sự giả dối của anh rồi. Em bỏ qua một người sống sờ sờ có máu có xương ở trước mắt em, em không tin, lại đi tin cái miếng tồi tàn đó để làm gì? Khi người ta nói dối, nhịp tim huyết áp điện não đồ sẽ có sự dao động mạnh mẽ. Gạt được em chứ không gạt được máy móc khoa học đâu. Nhưng anh nói đều là sự thật, thì việc gì anh phải căng thẳng như vậy chứ? Không để lúc nói dối anh bình thản yên tâm. Đây là bệnh, là nỗi khổ riêng của anh. Đây là do tính nghi ngờ nhiều năm của Y Nhiên gây ra. Cho dù anh có nói thật với cô ấy, thì nhịp tim vẫn sẽ đập nhanh, huyết áp tăng cao. Đến giờ anh vẫn mong một ngày người vợ cũ sẽ tái hôn với anh sao? Anh hoàn toàn không có. Tút tút tút. Đang làm gì vậy? Tiếng cảnh báo trong lòng em đó. Anh đang nói dối. Có thể đừng quậy nữa được không? Em hỏi anh, ngũ quan của em chỗ nào đã động qua dao kéo? Đâu có, đều là hàng thật mà. Sao anh biết em đã làm lại ngực chứ? Anh không biết, anh giết đại đó. Không phải là vì anh không muốn em tham gia buổi tiệc đó. Anh sợ em rơi vào tay bọn nhà giàu. Tất cả không phải là vì anh thích em sao? Tút tút tút. Tôi có chuyện phải ra ngoài, ngài cứ ngồi đi. Anh nói thật mà em cứ tút tút gì vậy chứ? Tiểu Lôi, tiền quan trọng đến như vậy sao? Có tiền đi khắp thiên hạ, không tiền một bước cũng khó khăn. Cái đó là lý do đi chữa lành thôi. Có lý. Có lý có thể mua nhà được không? Có lý có thể đi máy bay miễn phí, có thể ăn uống chơi miễn phí hay không? Có thể ra tiền thuê nhà cho tôi hay không? Á Tiểu Kiếm, tôi nói cho cậu nghe, có thể biến thành một tên nhà giàu rồi trả tiền thuê nhà cho tôi không? Tôi sẽ đến tận nhà cậu, gào khóc đòi cậu bao nhiêu đó. Trần Huệ Phương.
Tam quan của chị có vấn đề rồi. Con người của chị nghĩ đến tiền bạc, giá trị quan thâm phú phủ bần. Tùy cậu nói sao đó. Muốn nói như thế nào thì nói. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, đi đi. Đồ hèn. Cậu khốn nạn. Chị hèn. Cậu khốn nạn. Chị hèn. Cậu đập điện thoại của tôi rồi. Tôi định cho chị. Cậu dám nói tôi hèn sao? Cậu ước hiếp một người phụ nữ không nơi nương tựa, có nguy cơ lưu lạc đầu đường xó chợ. Cậu có còn là đàn ông không? Tôi biết quán bar đối với chị rất quan trọng. Nó là chỗ dựa thu nhập cho cuộc sống của chị, lại càng là chỗ dựa tinh thần cho chị. Nhưng chị cần nghĩ thoáng ra. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Nếu không đủ tiền thì chúng ta đi xoay tiền. Tiền nhà cao quá, cùng lắm thì chúng ta đi thuê chỗ khác. Một người đàn ông khi yêu một người phụ nữ sẽ thay đổi rất nhiều, sẽ trở nên có trách nhiệm hơn. Tôi sẽ gánh vác cùng chị được không? Đừng khóc nữa. Tại sao đàn ông nghĩ rằng họ thích thì phụ nữ chúng ta cũng nhất định sẽ thích? Chuyện này không có liên quan gì đến thể diện hết. Nếu như muốn giành được trái tim của phụ nữ, ngoài việc phải bỏ ra sự chân thành, quan trọng hơn nữa chính là hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Cất cho cẩn thận đó. Bây giờ anh chính thức tuyên bố, các chiến cầu hôn của chung cư 2701 đã chính thức bắt đầu rồi. Còn cách xử phạt này, nào nào, cất vào đàng hoàng đi. Không ai được thay đổi. Không thay đổi, đã hứa rồi. Nếu thắng thì được thưởng, còn nếu thua thì phải nhận 3 cách trừng phạt này. Thiếu một cái cũng không được. Cái gì? Anh Ái, anh dám chắc là anh cũng tham gia? Không được phân biệt đối xử nó. Anh Ái bây giờ tình cảm đang mệt mỏi, cần bước ngoặt. Đúng vậy, dù sao bây giờ cậu ấy cũng rảnh, không có gì để làm, để cậu ta tham gia với. Nhưng bây giờ có một vấn đề nghiêm trọng. Tôi sẽ cầu hôn ai đi? Từ khi nào anh mất tự tin như vậy chứ? Nhưng bây giờ đội giày da mặt của em đúng thật là càng lúc càng tăng rồi. Anh nhắc nhở em đó, đừng có mà thấy ai cũng nhào vô cầu hôn. Chỉ có cầu hôn tôi không có tác dụng. Người ta đồng ý thì mới có thể xem là thành công. Còn phải đồng ý hay sao chứ? Nói thừa. Mua nhẫn theo nhóm có quá đơn thì không thể trả lại đúng không? Được rồi, nhưng bây giờ em trả lại xem như tự động thừa nhận thua cuộc. Nào chúng ta xem cách thức trừng phạt này đi. Đúng đúng, được rồi. Anh đây chiến đấu cùng với hai người. Chị à, tôi có chuyện này lại là trà sữa. Từ khi tiền của tôi bán trà sữa thì không hề có người thứ hai uống. Thì bán riêng cho tôi đó mà. Tôi vô cùng hạnh phúc. Đừng vui mừng quá sớm. Ngày mai thì tôi sẽ đá trà sữa ra khỏi menu nước. Chị bỏ đi. Chị à, Tiểu Kiến, ly cuối cùng nào. Cậu uống với chị. Đừng có mà nhăn mày. Đó là rượu ngon đó, không có phải thuốc. Nào, cạn đi. Chị à, không phải nói gì chị đâu. Nhưng ban ngày uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Rượu là thứ tốt, có thể giải sầu. Có thể giải sầu. Sao tôi mới uống mà cơ thể đều khó chịu vậy nè? Đó là bởi vì cậu còn quá nhỏ, không hiểu được lợi ích của rượu đâu. Chị à,
Hôm nay tôi đến chủ yếu là tôi muốn nói chị. Chị lại mơ màng nữa rồi. Anh Lý, bây giờ việc phân chia tài sản hai bên đã không có vấn đề gì rồi nữa đúng không? Không có vấn đề gì nữa. Người già trẻ nhỏ đều có thể xử lý tốt đúng không? Không thành vấn đề. Em đang tiếp khách đó. Anh chuẩn bị đống này để làm gì vậy? Em cứ bàn việc đi. Anh ở bên ngoài đợi em. Nhất thời không thể xoay được. Anh có gì mau nói đi. Xin lỗi nha. Nhất định phải nói bây giờ sao? Mau nói. Anh đã đặt chỗ. Tối mời em cùng đi ăn. Với anh đến đó. Chỉ có chuyện này. Anh vì thể hiện chân thành mà đích thân đến nơi này nói với em. Thời gian địa điểm đã gửi vào điện thoại em rồi. Em xem đi. Biết rồi mau đi đi. Mang theo luôn thứ này. Được. Tôi đã kêu là không nói. Nhất quyết bắt tôi nói nghe. Phụ nữ chính là như vậy đó. Lúc nào cũng đòi lãng mạn. Nhưng cho cô ấy thì cô ấy không nhận. Tôi phải xác nhận lại với anh. Tổng cộng có mấy căn nhà? Tiểu Lôi, nào. Tiểu Lôi thân yêu à, em có bằng lòng lấy anh không? Em không phải muốn. Tuyệt vời quá mẹ ơi. Nào nào nào, để anh đeo cho em. Nè nè nè, làm gì vậy chứ? Đang làm gì vậy? Phiền thật đó. Em tới đây làm gì? Mau cút đi. Cút cái gì chứ? Có phải điện thoại anh hết pin rồi không? Nói xàm, làm sao có thể chứ? Em gọi anh không được đó, nên em mới tới đây tìm anh. Chết khát mất. Trong rượu có độc. Sao em lại nhanh miệng vậy chứ? Mau lên, đi bệnh viện với anh. Mau chóng làm nội soi dạ dày. Thần kinh à, có bị khùng không? Chiêu gì mà tầm thường quá. Có bản lĩnh thì đừng học. Chiêu này là do anh tự phát minh ra đó. Sao chứ? Em từ đâu chui ra vậy? Cái gì mà từ đâu chui ra? Có phải thỏ đâu chứ? Em tới đưa thư quà không? Thì mau đưa đi, đừng có ở đây cản đường. Tiểu Lôi sắp đến rồi, anh còn có việc quan trọng. Em chính là đưa thư quà tóc thay cho Tiểu Lôi đó. Cô ấy nói mới nhận điều kiện ở Thượng Hải. Tôi vội vàng cấp tốc đi rồi. Tìm khắp nơi mà không thấy anh. Cho nên cô ấy nhờ em đến tìm anh đó. Cô ấy không đến nữa à? Sao vậy chứ? Sao em không nói sớm? Anh đã khui rượu ra rồi. Thì hai chúng ta cũng có thể cùng uống mà. Là phi của anh. Sao lại cho em uống chứ? Cái đồ khốn kiếp này. Là phi đó không thể lãng phí được đâu. Cạn ly. Em còn làm hư ly rượu của người ta nữa. Em phải đền đó. Chất lượng gì mà dởm vậy chứ? Thậm chí mày còn không giàu có. Việc gì người ta phải đi theo mày chứ? Đồng ý. Không đồng ý.
Đồng ý. Đồng ý. Alo, Huệ Phương à? Sao vậy? Cửa bị khóa rồi. Chị đợi một chút, tôi sẽ qua ngay. Chị Huệ Phương, Tiểu Kiến, ai mà thức đức như vậy chứ? Còn ai nữa? Chủ nhà làm đó, bị điên rồi, ức hiếp người quá rồi. Cậu sao vậy? Tay bị thương rồi. Tôi xem thử. Không sao, không sao cái gì chứ. Chỉ nhiều máu như vậy, vết thương nhỏ thôi, mau đi bệnh viện. Tiểu Kiến, anh nói cho em nghe, vết thương này nhất định phải chích thuốc trị phong đoàn gánh đó. Đã tiêm chưa? Chích rồi, còn không mấy mũi nữa. Bác sĩ nói là sốt nhẹ nên lấy máu đi xét nghiệm. Em thấy chắc không có chuyện gì đâu. Theo tôi thấy cậu bị thương hơi quan trọng. Cậu tưởng cậy được quá rồi có thể giữ lại dạ dị ương hay sao? Chỗ đó không thể nào đóng cửa được. Nếu không đủ tiền, chúng ta có thể nghĩ cách đi gom mà. Vấn đề là có 900 mấy ngàn lượng, chứ không phải là 90 mấy đồng. Mấy người như chúng ta làm sao gom đủ chứ? Ở quanh chúng ta còn có thể tìm ai mượn chút tiền không? Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ ai là người có tiền nhất. Lý Tiểu Yến, bây giờ cô là chủ tịch rồi. Tôi biết kinh nghiệm quản lý của cô không đủ, nhưng nên xem nhiều, học nhiều hơn. Nếu không được thì cô có thể hỏi tôi mà. Tuyệt đối không được phụ lại sự khổ tâm của lão chủ tịch dành cho cô đâu. Mời vào. Chủ tịch, anh Cao tới rồi. Anh Cao. Anh Cao đến rồi, chúng tôi có thể nói chuyện trước được không? Sau này chúng ta sẽ nói sau. Được rồi, vậy mọi người nói chuyện đi. Đã làm phiền rồi. Anh Cao, sao anh đến đây? Anh bận như vậy mà, mau ngồi đi. Được rồi, lần trước lúc tạm biệt ở câu lạc bộ Phú Hào, cho đến giờ cũng không gặp được cô. Đúng vậy đó, hôm nay cố tình tới tìm cô. Đã lâu không gặp rồi, sao anh cũng tới đây vậy? Anh đưa anh Cao tới đây để xin lỗi sao? Lúc ở câu lạc bộ Phú Hào anh đã nói sai rồi, nên lương tâm bất an rồi đúng không? Xin lỗi, thật sự không phải. Vậy anh còn mặt dày hơn tôi nghĩ nữa. Anh Cao à, anh đến có mục đích gì? Không có mục đích gì hết, chỉ có chút chuyện. Được rồi, đừng lề mề nữa. Tôi tìm cô mượn tiền đó. Tìm tôi mượn tiền. Mượn bao nhiêu? Cỡ 900 ngàn. 900 ngàn? Đùa hay sao chứ? Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy? Lý Tiểu Yến, cô có biết khuyết điểm lớn nhất bây giờ của cô là gì không? Chính là quá giàu có. Tôi thừa kế tài sản gia đình, không đơn giản như anh nói đâu. Chắc là anh Cao hiểu rõ đúng không? Số tiền tôi có thể chi xài thực ra không có bao nhiêu hết. 900 ngàn, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cô mở khách sạn lớn như vậy, cô không có tiền. Nói ra ai tin chứ? Không nói rõ với anh được. Rõ ràng là cô không có ý. Cô xem chúng tôi là kẻ ngốc đúng không? Ai chứ? Không tử là được rồi. Tiểu Yến, nói chuyện đàng hoàng. Tôi biết 900 mấy ngàn này thực sự không phải là một con số nhỏ. Nhưng lần này Huệ Phương thực sự đã gặp rắc rối rồi. Trong số những người tôi quen, chỉ có cô là có thực lực này thôi. Anh Cao, tôi biết nếu như không phải là bạn thân cùng thân của anh cũng không cần nói với tôi chuyện này. Nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm. Như thế nào gọi là có tiền, không có bạn bè nữa rồi? Cô chính là như vậy. Cô giả vờ nghèo khổ với chúng tôi. Cô không muốn cho mượn thì nói thẳng đi. Anh có tôi đi không? Cô không có chân thành gì. Anh muốn cái gì? Đừng mà, không cần nhờ cô ta nữa. Tôi giải thích thì không thèm nghe. Có phải do anh nói trước không? Tôi đã nhìn lầm người rồi. Anh đi đi. Cương tử làm gì vậy? Người gì vậy chứ? Sao rồi? Lý Tiểu Yến nói sao? Đừng có nhắc đến ba từ Lý Tiểu Yến với tôi. Tôi không quen biết người đó. Em làm gì vậy Khương Tử? Đừng có nói người ta sâu lưng chứ. Có khi người ta cũng có nỗi khổ. Vậy làm sao đi? 900 ngàn lần đó. Không sao đâu, dù sao thì cũng sẽ có cách thôi. Dạ Tiến Tiến. Đi đâu vậy Tiểu Kiến? Em đi nghe điện thoại. Xem ra chỉ có thể tìm cách khác thôi. Em hết cách rồi đó. Thank you.
Nghe, Tiểu Lôi về rồi, chưa biết chừng cô ấy sẽ có cách. Anh Lý, tôi là luật sư, Quỳ Phương là bạn của tôi. Nhà là của anh muốn lấy lại là chuyện hết sức bình thường. Nhưng anh đột nhiên đề nghị lấy lại nhà, cô ấy trở tay không kịp, hy vọng anh có thể hiểu cho. Niềm tình cô ấy để thuê nhà anh lâu như vậy, có thể xem xét yêu cầu của cô ấy một chút không? Ông Thủy, anh trai à, hút thuốc đi. Không hút, vậy uống trà. Không khác. Đưa nước cho tôi. Anh Lý, anh xem, chúng ta đã quen biết bao năm rồi. Được gặp nhau xem như là có duyên, đúng không? Tôi tin một người thấu tình đạt lý như anh sẽ không đành lòng nhìn thấy tôi khó xử như vậy đâu, đúng không? Tôi cũng rất khó xử. Cho nên diễn thêm như ngày hôm đó đi. Thanh toán một lần 900.000, không thiếu một đồng. Đúng vậy, tôi thật lòng muốn đưa cho anh 900.000, nhưng không phải do một lúc nhất thời không có gom được số tiền đó. Hôm nay tôi chính là muốn thương lượng với anh. Anh có thể kéo dài thời hạn cho chút không? Kéo dài thời hạn cho tôi một tháng, nửa tháng. Nếu thực sự không được thì 10 ngày. 10 ngày được không? Tôi cũng rất là thiếu tiền, cho nên ngày mai đem tiền tới. Nếu không, tôi sẽ cho người khác thuê nhà. Anh Lý, anh nói xem bình thường quan hệ cũng tốt đẹp như vậy, đột nhiên đề nghị nhà của tôi muốn làm gì kệ tôi đi. Anh à, tôi biết là vấn đề của tôi đã đắc tội với anh. Có vấn đề gì cứ nhắm vào tôi. Hôm nay anh muốn mắng, muốn đánh tùy anh, tôi đảm bảo không đánh lại. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Quăng 900 ngàn lên đi thì sẽ không còn chuyện gì nữa hết. Cơn gió nào thổi quý cô tới đây vậy? Tôi tìm anh Cao. Anh Cao không có ở đây, có chuyện gì cứ nói với tôi. Được. Tôi nợ anh Cao một ân tình. 50 ngày này có thể giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Tiền trong khách sạn thực sự không thể đồng đều được. Hơn nửa năm nay việc kinh doanh của khách sạn thật sự không tốt. Thôi đi, không nói với anh nữa. Nói nhiều là như giải thích, anh cũng không tin. Ý tôi là, cô xem, tôi còn chạy đến chỗ cô, nói nhiều lời khó nghe như vậy, tôi cũng rất áy náy. Bỏ đi, tôi cũng không để trong lòng đâu. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ mọi người. Anh xem các anh ở bên cạnh nhau, mọi người không phải là người thân, không phải là đồng nghiệp, cũng không phải là bạn học, nhưng mà quan hệ của mọi người giống như người nhà vậy. Một người gặp khó khăn, mọi người đều cùng giúp đỡ. Tôi rất ngưỡng mộ cảm giác này của mọi người. Ngưỡng mộ gì chứ? Thật ra cũng có thể gia nhập vào chúng tôi, đều là người một nhà mà. Những chuyện này làm gì có một bên tình nguyện chứ? Sao có thể nói là một bên tình nguyện được? Cô xem, một bên tôi, một bên cô, không phải là thành hai bên đồng ý rồi sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta đã xác nhận rồi. Làm bạn với anh, tôi suy nghĩ một chút đã. Nghĩ gì chứ, làm bạn với tôi cũng đáng lắm. Còn nữa không, nhiêu đây còn kém xa lắm. Chỗ của tôi còn mấy cái máy chụp hình, tôi đem chúng cho thuê, hay là đi bán đi. Dù sao cũng có thể gom được mấy ngàn. Đều tại anh ra đi tay trắng, hơn 900 mấy ngàn đều ở chỗ y nhi. Nếu không dù sao cũng có thể trích ra được một chút là đủ rồi. Hay là anh mặc gì đến tìm Y Nhiên thương lượng một chút rồi mượn cô ấy. Được rồi, đủ loạn lắm rồi, đừng kéo cô ấy vô nữa. Mô hình này là em dùng tiền công lần đầu tiên của mình mua, chắc cũng đáng chút tiền đó.
cộng với việc bán hết những trang bị trong game, dù thế nào chắc cũng gom được 30-40 ngàn đúng không? Huệ Phương đến rồi à? Mọi người gọi tôi đến có việc gì? Huệ Phương nào, ngồi đi. Cậu xem, tụi mình đang tính Lý Tiểu Yến cộng thêm 3 người bọn họ nữa đã được hơn 100 ngàn rồi, cộng với số tiền mặt của mình có thể lấy được chắc cũng 200 ngàn. Mọi người đang làm gì vậy chứ? Ai cũng khó khăn lắm rồi, mà còn gì chuyện của mình, lấy toàn bộ tiền khó khăn lắm mới để dành được ra. Cảm ơn mọi người. Nói gì vậy Huệ Phương? Và dì Ương cũng là nhà của chúng tôi mà. Cảm ơn gì chứ? Nhưng vấn đề bây giờ là còn không gom được một nửa nữa. Như vậy đi, ngày mai tôi tìm chủ nhà nói chuyện lần nữa, xin anh ta có thể trả góp theo kỳ được không? Anh Lý à, khoản tiền lần này anh cầm trước đi. Chúng tôi muốn trả góp theo kỳ, bởi vì anh đòi gấp quá. Trước mắt thì đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Trả góp theo kỳ, cô coi là tôi mở ngân hàng à? Không phải, cũng là do hết cách rồi. Hy vọng anh có thể khoan dung cho một chút. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, 900 ngàn không thiếu một đồng. Bây giờ tôi muốn nhìn thấy tiền. Anh Lý, anh xem số tiền này là do bạn bè tôi vất vả gom góp được. Nó là toàn bộ rồi, chúng tôi thật sự không kiếm được nữa. Hôm nay là đêm cuối cùng rồi, bây giờ còn gọi là về gì ư? Không có tiền, ngày mai tôi lấy lại nhà. Chắc là cậu ta có cách. Áo đẹp đó, chắc là bán được tiền. Chị à, chị xõa tóc ra vô cùng xinh đẹp đó. Vậy sao? Lúc trước chị cứ búi tóc hết lên cao, có cảm giác như rất căng thẳng, rất chặt chẽ. Sau đó lại có cảm giác rất mạnh mẽ. Bây giờ già dị ưng không còn nữa, tôi xem như đã hoàn toàn thả lỏng rồi. Chỉ là cảm giác không có thoải mái được như vậy thôi, đúng không? Chị trách mọi chuyện xảy ra quá đột ngột mà thôi. Đã lâu không có cảm giác thảm hại cùng cực đến vậy rồi. Loại chuyện này giống như là đánh tennis vậy đó. Hết ải này đến ải khác, hết giai đoạn này đến giai đoạn khác. Chuyện này xảy ra với chị, thực ra cũng có nghĩa chị nên tạm biệt và dị ương, bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống. Nhưng tôi thật sự có chút không nỡ. Nỡ mà, phải có mất thì mới có lại được chứ. Bất ngờ ập đến, quả phúc khôn lường. Thật ra không ngờ đến lúc này lại cần một tên nhóc như cậu đến an ủi tôi. Ai nói tôi là tên nhóc chứ, tôi cũng bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời mình. Xin hãy gọi tôi là người đàn ông của Trần Huệ Phương. Lại đi. Mượn da cậu dịu một chút, cảm giác cũng không tệ. Tiểu Kiến à, cậu biết không? Thật ra tôi không ước mong gì nhiều, nhưng tại sao tôi không thể có được vậy chứ? Chị muốn gì? Cảm giác an toàn. Tôi cho chị. Quên nữa, trong tình cảnh cảm xúc như vậy mà quên đem theo nhẫn. Hết Tiểu Kiến à, mày thật đúng là vô cùng ngốc. Thật ra cậu có thể nói như vậy, tôi đã rất cảm động rồi. Chị à, thật ra tôi muốn nói, mỗi lần tôi gặp khó khăn, cậu đều ở bên cạnh tôi. Cảm ơn Tiểu Kiến. Mình có nên cầu hôn không?
phải làm sao đi chứ? Không lẽ gọi điện cho anh Cao đem những tới cho mình? Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi muốn cưới chị. Hả? Tôi nói, tôi muốn tặng cho chị một điều ước đẹp đẽ. Tôi muốn tối nay tôi sẽ cho chị một bất ngờ lớn. Bất ngờ? Đúng vậy, quả thật nên có bất ngờ. Tiểu Kiến, bây giờ thông báo với tất cả người thân, bạn bè, tối nay ở Dạ Dị Ương, tôi muốn tổ chức một bữa tiệc tạm biệt thật lớn. Bữa tiệc tạm biệt? Đúng, tôi muốn tạm biệt với Dạ Dị Ương. Mọi người, hôm nay là ngày tiệm sẽ đóng cửa đại cát, miễn phí hết toàn bộ nước. Nào nào, cầm lên. Rót đầy, rót đầy. Nào nào nào, rót đầy đi. Nào nào, cạn ly, cạn ly. Anh Ái, kịp nhiều một chút. Sau này sẽ không còn Dạ Dị Ương nữa rồi. Yên tâm đi, những gì nên giữ tôi sẽ giữ hết cho cậu. Hai người nói chuyện đi, tôi đi kiếm chị Huệ Phương. Được rồi, cậu đi đi. Quán ba này của chị Huệ Phương vẫn không giữ lại được sao? Đúng vậy, mặc dù có nhiều người giúp đỡ nhưng không thể đón lại tên người xấu. Người tốt rõ ràng không đủ sức, vậy cũng không thể uống rượu chúc mừng được chứ. Như vậy ác quá. Cái này gọi là bí hỉ. Đám người này là ai vậy? Sao có cảm giác quen quá? Người thân bạn bè, còn có người ở bên ngoài vừa phương kiếm vô nữa. Rượu miễn phí ai mà không uống chứ. Kim Tục Tương đó đang cư lý Tiểu Yến hay sao? Cảm ơn cô đã tới. Đó cũng là cư đại thôi. Hai người bọn họ không thể nào luôn. Nếu hai người bọn họ đến với nhau, anh đập đầu chết cho coi. Mọi người, vô cùng cảm ơn mọi người tối nay đã đến quán bar Dạ Dị Ương của tôi. Tối nay quán bar nhỏ này sắp phải đóng cửa rồi đó. Mọi người cùng chung vui. Nào nâng ly mọi người lên. Uống cạn ly rượu tạm biệt này đi. Cạn ly. Và Dị Ương của mình, thanh xuân, tuổi trẻ của mình, tạm biệt. Uống ít thôi. Huệ Phương à, đừng buồn nữa, được không? Chúng ta kiên cường một chút, được không Huệ Phương? Vậy buồn tôi cũng buồn theo đó chị Huệ Phương à. Bị điên rồi à? Không có bị điên. Tôi đâu có điên đâu chứ. Ban đầu một mình tôi chèo chống quán bar này, tôi rất kiên cường. Hôm nay đến lúc phải nói lời tạm biệt, tôi càng phải kiên cường hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã đi cùng với Trần Huệ Phương, đi cùng với Dạ Dị Ương đến hết đêm cuối cùng này. Đêm nay sẽ không có nước mắt. Sẽ không có nước mắt. Sao phải khổ như vậy chứ? Uống đến mức khó chịu như vậy. Cái đồ nhóc này, cậu đừng uống nữa. Đừng uống. Mình vui mà. Trần Huệ Phương này
đã lăn lộn ở cái thành phố này cũng phải hơn 10 năm rồi. Lăn lộn đến ngày hôm nay, đến không còn cái gì hết. Chồng tôi mất rồi, quán bar này cũng mất rồi. Không ai thương, không ai yêu, không chỗ nương tựa. Mình thật sự còn khổ hơn cả qua hè nữa đó. Qua hè, ai nói cậu không có chỗ nương tựa chứ? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Thách Tiểu Kiến, Thách Tiểu Kiến là ai chứ? Cậu còn giả ngốc hay sao? Chính là cái người đầu biếm biếm đó, cậu em trai của chúng ta. Cậu ấy thật lòng với cậu hả? Hả gì mà hả chứ? Lý Tiểu Yến, làm gì vậy? Lý Tiểu Yến, anh làm gì vậy? Cô có vui không? Cũng được. Anh hẹn tôi ra đây làm gì? Trả tiền. Trả tiền mà phải ra đây sao? Không được à? Ngày sao vậy? Hai ngày trước ở quán bar uống rượu, cô còn rất vui mà. Sao hôm nay lại không vui? Bây giờ đầu của tôi cứ mãi nghĩ đến những chuyện lung tung. Tiền chết đi được. Nghe cô nói sao những phiền não của cô sao lại thấm đẫm sự cách biệt cấp bậc vậy? Cũng có những phiền não ngọt ngào của người có tiền mà. Phiền não không có ngọt ngào đâu. Tôi thấy trong đầu cô chỉ toàn công việc. Cô nói xem, tôi đưa cô ra ngoài chính là muốn giúp đỡ cô, đưa dễ giải tỏa đầu óc. Anh giúp tôi, giúp nổi không chứ? Giám đốc của chúng tôi ngày nào cũng nói nghiệp vụ của tôi không tốt, nói móc tôi. Mấy người lão làng trong công ty cũng chê tôi nhỏ, không coi tôi ra gì. Bây giờ toàn bộ khách sạn đều đang gây sức ép với tôi đó. Mẹ tôi cũng không bỏ qua cho tôi, ngày nào cũng bảo tôi phải cố gắng tiến bộ. Việc làm chủ tịch quá nhàm chán. Cô xem tôi tốt không? Cái gì vui thì làm, cái nào tự do thì làm. Tôi cũng muốn tự do đó. Con người chỉ có một đời thôi, phải sống cho mình, vui vẻ là quan trọng nhất. Cô có hiểu hay không chứ? Bây giờ cô đã vui chưa? Đỡ một chút rồi. Tôi đưa cô đi tìm chỗ ăn. Chỉ cần cô ăn xong nhất định sẽ vui. Vậy để tôi đưa anh đến một nơi. Ông chủ, cô tới rồi à? Tôi tới rồi. Hôm nay muốn ăn gì chứ? Tôi vẫn như cũ, nhưng cho hai phần. Được rồi, cảm ơn. Tiền lương tháng đầu tôi kiếm được là do làm việc ở đây, cho nên chỗ này đối với tôi rất quan trọng. Nhưng bây giờ với thân phận của cô, chắc chắn là không thường xuyên đến đây đâu. Thân phận gì chứ? Tôi không chịu nổi hơi dinh đó đâu. Mời hai vị dùng nước. Cảm ơn. Coi chừng nóng. Cảm ơn nha. Uống từ từ. Anh chỉ toàn hiểu sai về tôi thôi. Tôi đâu có yêu tiền đến vậy. Tôi không có cảm giác gì với việc kiếm được nhiều tiền. Không lẽ cô đi theo con đường nữ thần coi tiền như cặn bã hay sao chứ? Anh nghĩ đi, ban đầu cả nhà chỉ còn lại mình tôi. Cho dù tôi có tiền thì có thể mua lại những người thân của tôi không? Cũng đúng. Chuyện của cô tôi đã nghe anh Cao nói rồi. Cô nói thì nói, cô cũng là một người con gái xuất thân truyền kỳ. Truyền kỳ chỉ do người ta nói thôi. Có những lúc người ta chỉ nghe câu chuyện khổ sở của anh như một câu chuyện nghe qua vậy thôi. Nhưng khổ sở thật sự chỉ có bản thân mình biết. Cho nên nóng lạnh tự biết là được. Sao không nói gì nữa? Dọa anh rồi sao? Tôi xin lỗi. Cô nói gì chứ? Tôi xin lỗi mà. Có ý là xin lỗi đó. Sao anh lại ngốc vậy? Ngốc chết đi được. Nói xem một cô gái tốt như cô, nếu nói cô không đưa thì ông trời cũng không đồng ý đâu. Tôi không đưa đó. Vậy cô nói đi, bây giờ cô muốn làm gì nhất?